Thích tâm nguy là gì ba chú? Chế đừng nghe này. Các bạn trẻ thân mến, đang quay rồi đấy. Hôm trước vào ngày chủ nhật, thầy đang đi ở ngoài khuôn viên của chùa đó, thì có bắt gặp một bạn nam sinh viên. Bạn này vừa đi vừa nhún nhảy theo cái điều huýt sáo của bạn. Thì thầy thấy như vậy mới nói các bạn rằng là bạn ơi, bạn đừng có đi nhanh quá như vậy, bạn đi chậm lại thôi, và bạn cũng không nên huýt sáo, tại vì như vậy trong chùa là không hay. Bạn mới quay lại và nói rằng: A Di Đà Phật, bạch thầy con xin sám hối, tại vì hôm nay con có một cái niềm vui nhẹ. Thầy nói niềm vui nhẹ là sao bạn? Cái này lần đầu tiên thầy nghe, thầy không hiểu. Bạn lại nói tiếp: Dạ bạch thầy, cái niềm vui nhẹ này của con nó lại xuất phát từ một cái nỗi buồn nhẹ. Dạ lúc này là làm cho quý thầy cũng khá bối rối. Thì, con kia dùng bác kìa. Lúc này cũng làm cho Tâm Nguyên cảm thấy hơi tò. Có không mỗi chữ màu đỏ thôi. Có không mỗi mỗi cái biểu tượng nó có màu đỏ thôi. Hỏi bạn tiếp là đúng y chang luôn. Đúng y chang luôn. Với cả khác với cái này nữa. Là của bác là có cái hình cờ. Dạ, A Di Đà Phật, vậy thì con xin nói cho thầy nghe. Thưa thầy, cái nỗi buồn nhẹ của con, đó là trước khi con đến với quả bụng con cảm thấy dường như là cô ấy không có còn yêu con nhiều nữa. Nhưng mà rồi thầy biết không, hôm nay ngày chủ nhật vào nhập khóa, con đi vừa nhảy vừa biết sáo là tại vì con có một cái niềm vui nhẹ đó thầy. Cái niềm vui nhẹ của con đó là con đi trong khuôn viên chùa, con mới nghe các bạn của con nói rằng là người nào bồ bò bồ chê vào chùa Hoằng Pháp thì bồ mê lại liền. Bớt lên nhà thầy mới hiểu được là cái nỗi buồn nhẹ và cái niềm vui nhẹ của các bạn đó là gì. Và Tâm Nguyên cũng chúc cho cái bạn đó được hoàn thành cái ước mong của mình, và cũng xin chúc các bạn ở đây cũng được có những cái ước mong như vậy được thành tựu. Thì đó là câu chuyện của một bạn nam sinh viên mà thầy đã gặp ở trong khuôn viên chùa. Tôi đã quay đi chơi ba chú. Có một lần Tâm Nguyên bỏ gặp một cái bạn nữ sinh viên. Quay rồi thì đang nhưng mà bạn này không ở trong chùa. Tâm Nguyên gặp cái bạn nữ sinh viên này ở trên bắt chung với nhà bà nội bà Phương ở đâu không ở đây này không? Một cái buổi chiều nó giống như ngay đây luôn khi mà Tâm Nguyên đang còn học ở trường đại học sư phạm đó. Thì vào bây giờ ra về tất cả mọi người đều lụ lượt ra về, trong đó cũng có Tâm Nguyên ở nữa. Đây là có một cái bể bơi nữa. Các bạn biết không, bây giờ thì thời đại công nghệ thông tin rồi, chẳng có ai mà cần phải xem đến cái bảng giấy đâu. Mọi thông tin trường đều đưa lên mạng internet hết, đúng không? Thành ra thì bản thân Tâm Nguyên cũng phải ít khi mà xem cái bảng đó làm gì. Nhưng mà thì bạn thấy hôm đó khi đi ngang cái bảng công tác này, có một cái điều gì đó rất là kỳ lạ, đang níu chân của bạn lại. Cũng là cái Tâm Nguyên đó mà hôm nay Tâm Nguyên muốn chia sẻ cho các bạn cái đề tài, đó là nhậm nụ cười ở lại. Là vì ở trên cái bảng thông báo đó viết dòng chữ là nhận nụ cười ở lại. Thì dưới đó có dán rất là nhiều những tấm hình của bạn nữ sinh viên. Hình đi chơi có, hình sinh hoạt, các hoạt động của trường lớp có. Rất là nhiều những hình ảnh đẹp. Và bên dưới những cái hình ảnh đó có những dòng chữ như: đạt giải nhất cuộc thi kể chuyện quốc gia, đạt giải nhì cuộc thi hát các trường đại học Sài Gòn, rồi đạt giải xuất sắc của trường đại học sư phạm, và còn rất nhiều những giải thưởng khác. Và bên dưới đó còn có những dòng chữ như gì:
Cảm ơn bạn, bạn rất là tuyệt vời. Cảm ơn bạn vì bạn đã luôn bên tôi. Cảm ơn bạn vì những ngày tháng mà bạn đã đem đến cho chúng tôi những nụ cười. Và còn nhiều dòng của nhiều người viết nữa, nhưng có một dòng cuối cùng. Dòng từ bài viết như sau: chúng tôi luôn ở bên bạn và xin nguyện cầu cho bạn ra đi một cách thanh thản. Còn có 12 phút nữa. Thì các bạn biết, khi mà đọc tới đoạn này thì bản thân Tâm Nguyên